đây là khu vực làm dưa mắm nè. Đây. Này là trồng rồi, gia vị rồi. Này có gia vị rồi hả chị? Cái này có gia vị nhưng mà đang rộn. Vậy hả? Dạ, chưa có thành. Còn cái gì đó, cái đó là mới hoàn chỉnh đó. Còn cái này sao mà biết cái nào chợ mình trộn khi nào mà nó đều? Mình trộn thì nó đều là nó đó, cái màu nó vậy đó. À, nó đều là cái màu nó lên nó vàng nè. Còn cái này đến đây nó còn trắng tùm lum hết. Đúng rồi, giờ mình mới đang trộn mà. Thì cứ bóp hoài vậy đó hả? Chừng nào nó giống màu vậy thôi hả? Nó vàng, gia vị vô hoàn hết vô. Dạ. À. Rồi đây nè, đổ gia vị vô nè. Gia vị đổ vô hết một đợt rồi. Hai lần hả? Dạ đúng rồi, đợt này là hai. Rồi bay. Hạ xuống. Đây che cái quạt lại cho. Che đó đầu tiên nó là thơm. Đó, có nước đường nữa hả? Đường. Khóm. Đó, khóm nữa. Khóm thái. Tức giờ là tỏi. À. Đó. Hồi hồi nãy là mấy cái gia vị, còn cái này là mấy cái mùi, rau mùi. Rồi là đây là rau bốn cục, trong đó mà trộn mà mắc rồi trong đó. Đó. Đây. Là bốn cục mà ở mãi nữa đây nữa đó. Phải không? Mãi nữa đây không hay đây. Ở thang đó hết như là hào đồng bốn cục. Rồi rồi đó, gỡ ra cho. Mãi nữa đây nữa xử lý. Đây là trồng xả nè. Đây là xả tươi nè. Rồi này rồi vô đây là gần thành phẩm rồi nè. Cái này còn bỏ gì nữa không cô? Xả xả rồi. Xả là nó rang. Rồi, giả rang và thêm đường. Lấy tay. Đường vô. Đó. Dọng lên. Đường không có gì nữa không cô? Ớt nữa hả? Rồi ớt hả? Muối một muối ngọt nữa. Rồi bỏ xong rồi. À. Bỏ xong rồi. Rồi này giờ bỏ ớt vô là hết gia vị đó. Vét hết luôn. Còn mấy này là xong chưa cô? À. Cái trên đây là xong rồi hả cô? À, tối ra ngoài đây không thấy rồi. Cái này là cái tỏi trộn vô thành phẩm rồi nè. Nãy ăn nãy con ăn con thấy ngon lắm. À, lá vàng. Chả lá vàng. Có lá vàng là nó màu nó hơi xanh xanh nè. Ờ, lá vàng là nó mới xanh vậy đó. Nè, đó. Nó có mấy cái lá xanh 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 là lá vàng. Bạn thấy nhìn thấy đẹp không? Cô tự thèm. Tâm sự với các bà cô mà tập về kìa. Trước khi vô kia mình coi cải chua nè. Ê, chanh dây trộn vô đây hả? Không phải, cái này là dưa cải muối. Dạ hả? Chanh dây là người ta hát cho mình uống. À, tôi cũng tưởng vậy cũng tưởng lấy chanh dây trộn vô. Trộn lại. Cái chanh dây là ta hát cho mình uống. Dạ. Giờ cái này là dưa cải là mình trộn cho ta. À, dạ. Muối đường rồi vô, ấy đường rồi vô. Quên, trộn muối nữa khỏi ăn luôn. Dạ. Nêm phải á. Đây nè, vô này nè, vô này chắc là đội trưởng này nè. Anh đông đồ điếm gia vị. Đây. Đây. Đó. Đây. Đó.
Rồi cái này xong rồi vô bịch. Này thành phẩm xong rồi vô bịch. Cô giống như giống đầu bếp đi vào đầu bếp chính đấy cô. Không, không có ai có tập về, có mình cô có tập về. Đó. Đầu đầu bếp chính nè. Nghe không nghe? Đó nè, đó. Đó là gì đó? Có đang nặng trộn mấy kia còn đi. Ôi dạ. Giờ ở đây là chọn lần rồi qua đây chọn lần nữa. Không, đây một thao đó. À mà thao thao ai nấy lo hả? À, thao ai nấy lo. Rồi đổ gia vị vô. À, bà ngay đấy lo. Còn ở đây là vũ ra nè. Đó. Rồi này xong rồi ăn nè. Dạ, nãy con ăn nhìn dạng rồi. Ngon. Dạ hả? Đem ra so sánh hai cái màu cũng được. Đó, đây nè, đó. Này chỉ nói xong rồi nè, đây cho đây là xong rồi nè. Đó, xong rồi bỏ vô, giống màu y chang luôn rồi đó. Vậy là trọng điều rồi đó. Thấy ngon là không? Ngon. Nghe đọc này được chưa? Từ khâu đó qua khâu kia, qua khâu đó qua khâu này là mới thành phẩm nha. Vậy ai nói là làm đầu trai khỏe đâu, ra củ quả khỏe đâu, làm qua nhiều công đoạn nó còn cực hơn. Đầu trai á thì chủ yếu phải là vừa ăn. Dạ. Mới được. Chứ không phải là nhiều món không vừa ăn là thế. Dạ. Người ta nói đầu trai á ở Tây Ninh là ngon nhất, không có chỗ nào ngon hơn. Đi lên Tây Ninh mà không ăn chay là coi như chưa đi Tây Ninh. Đi muối xong rồi về đây. Dạ. Yeah. Đây vô đó ăn cơm có thấy ngon liền. Dạ. Yeah. Đi đói mệt. Đói mệt. À, vô ăn thấy ngon liền. Dạ. Tới cái muối xả vẫn ngon. Dạ. À, muối xả vẫn ngon. Đó. Anh nãy ở trước em cái món này chứ lắm. Cái món cà xào. Dạ, cà xào mỡ hành đó hả? À. Cà xào hành trộn muối ớt á hả? Trời ơi, nội thấy chiên lên xong cái miếng cà bắt đầu nó ấy đâu, đổ hành vô nó thơm. Xong, thành phẩm. Rồi cái này chừng nào chuyển đi. Ngồi chỗ làm thôi. Vậy hả? À, ở đây là chỗ sắp về. À, đây, à, đó, đồ yếu chính nè, cân đông đo điếm gia vị kìa. Đây đang chờ gia vị nè. Đổ vô rồi trộn nè. Trộn mấy cái gia vị khô trộn như trước. Vô. À, chẳng có trộn thêm đó nữa hả? Không,
xóm sên trộn với đường để mình thử. Ăn ăn rồi, còn đáng ăn rồi. Nhưng mà con đi chơi chưa về nhà? Chưa. Vô. Đó. Vũ xong rồi đổ vô trộn. Rồi trộn thêm khóm nè, khóm ngào đường. Công thức đàng hoàng. Cho mang về. Đó. Trời ơi. Đâu rồi? Đâu rồi? Sách đâu rồi? 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 Đâ